Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tuna Hoàng Văn Giang. Và mình là Giang. Trong video này thì Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng như hướng dẫn cho em các chúng ta tham gia một sự kiện này. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu năm 2024 với 1.000 token GT và chứng kiến những khoản lợi nhuận tiềm năng nhau. Ở đây thì token GT đã tăng giá là lên tới là 187,23% này. Đó, đây em chúng ta sẽ staking là 6,11%, ước tính là APR, tức là lãi suất phần trăm hàng năm đấy. Aerox dành riêng cho người làm giữ token GT. GT là token của sàn Gate.io này nhá. 16% ước tính APR này. Ở đây thì sẽ có đường link đăng ký sàn Gate.io cũng như là mã mời này, hay là chọn bộ series video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta kiếm tiền cũng như là sử dụng sàn Gate.io này nhá. Tối đa hóa thu nhập của anh em bằng cách nắm giữ token GT và khám phá nhiều cách để kiếm lợi nhuận này. Rồi thì chia sẻ cho anh em nào mà chưa biết ấy, thì Gate.io Startup là nền tảng để ra mắt token và Aerox nha. Hiện tại thì đang có 7 sự kiện đang diễn ra này, nào là Lingo này, rồi AI Agent này, có Casper AI nha, cũng như là Bin này, rồi Cybro này. Đó, anh em có thể là quan sát thấy ha. Và ngoài ra ấy, Giang chia thêm cho anh em về chương trình là BTC ATH này, tức là BTC đã đạt mức giá cao nhất mọi thời đại ha. Đó, BTC ATH Celebration Newcomer quyền lợi độc quyền chia sẻ giải thưởng trị giá lên tới là 50.000 đô la luôn nha. Còn 3 ngày nữa là kết thúc này. Anh em sẽ nhấn vào đăng ký cho ra nha. Cung cấp phần thưởng dành riêng cho người mới tham gia này. Thì ở đây sẽ có quyền lợi khi đăng ký người dùng mới. Đó, rồi tiền gửi của người dùng mới, lợi ích giao dịch này. Cũng như là sẽ có giới thiệu về Gate.io Startup và Startup Mining nha. Thì đó là tất cả thông tin cũng như hướng dẫn về sự kiện là GT Multiple Benefit để chúng ta stake token GT để chúng ta có thể là nhận được các token mới và Aerox hoàn toàn miễn phí luôn nha. Ngoài ra chỉ thêm những em nào mà chưa biết cách kiếm tiền cũng như là chưa biết cách sử dụng sàn giao dịch Gate.io ấy, thì Giang cũng đã để dưới phần mô tả của video này cũng như là phần bình luận đầu tiên được ghi ở dưới video. Ngoài ra anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/gatevideo để có thể là xem full đầy đủ toàn bộ series video nha. Ở trong series video này thì Giang đã hướng dẫn anh em cách chúng ta đăng ký tại tài khoản cũng như là xác minh danh tính KC sàn Gate.io, rồi cách chúng ta nạp rút tiền hay là cách chúng ta mua bán giao dịch ở trên sàn Gate.io này ở cả giao diện trên app điện thoại cũng như trên máy tính, chi tiết từng bước từ A đến Z nha. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại các anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.